Thưa quý vị, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp và bắn đạn thật trên vùng biển quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đợt diễn tập này nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật, hiệp đồng thao tác, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị của các đơn vị, các tàu chấp pháp và cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 3. Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập vừa được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức. Thực hiện diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã hoàn thành 100% nội dung theo như kế hoạch. Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung kỹ chiến thuật, vận động đội hình tuyên truyền đấu tranh, ngăn cản, xua đuổi các tàu lạ xâm nhập trái phép vào vùng biển chủ quyền Việt Nam. Chuyển trạng thái chiến đấu phòng chống cướp biển đe dọa hoạt động hàng hải và ngư dân khai thác thủy sản trên biển. Điểm mới trong đợt diễn tập 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức bắn thành công súng B-41, súng trung liên RPD cho cán bộ chiến sĩ và đưa ra các tình huống giả định bằng hình thức đối kháng trực tiếp với các tàu lạ vào nội dung diễn tập.